Đối với cái dòng máy LG inverter, khi mà mã lỗi nó nhảy là JL này là mình xác định rằng là hư khóa cửa nha mọi người, hư khóa nắp nè, chắc chắn là hư khóa nắp rồi đó. Đó mọi người nhìn nè, khi nó nhảy báo lỗi JL. Chào tất cả mọi người, các bạn hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình cũng nhận sửa một cái máy giặt LG inverter. Máy này là máy rất lớn nha mọi người, 21 kg, dòng inverter. Thì máy này là có hai trường hợp hư. Một là khách báo là khi bấm nó nhảy cái mã lỗi JL, và trường hợp thứ hai mà khi mà nó quắt á, mặc dù là cái đèn đồng hồ nè nó nhảy số xuống nó báo trục lần nhưng mà máy không quắt. Thì nếu mà cái trường hợp đó thì bây giờ mình kết luận ra hai trường hợp: JL có nghĩa là hư khóa cửa này, và trường hợp thứ hai mà máy mà nhảy xuống số nhưng mà không vắt thì có thể là cái van phao áp lực. Pháp lực này một là bị hư, hai là cái đường dây bị ten, sóc ten không an. Thì bây giờ trước khi tháo kiểm tra máy thì mình cũng bấm kiểm tra thử có bị như thế nào. Giờ mình bấm người chuyển qua chế độ vắt. Máy đang nhảy đèn. Nếu mà trường hợp này mà cái máy mà khóa tốt á, thì nó sẽ đóng cái chốt khóa cửa nha mọi người. Đây, khóa không đóng báo JL. JL này là biểu tượng cho cái máy bị hư khóa cửa. Thì trường hợp này thì mình sẽ cậy hai cái nắp ra hai bên và hai nắp sau, mở hai vít dở nắp đó nha mọi người. Ok, cậy cái nắp lên mọi người. Rút ốc nha mọi người, rút cái sóc này ra trước xong mới mở ngóc ra nha mọi người, chứ còn cái sóc này nó sẽ che cái con vít như này nè. Đó, rút ra mở như này, đây là cái khóa cửa này nè. Khi mà cái lỡ mà nó khóa nó kẹt dính á, không mở nắp được á, thì mọi người chỉ còn nắm cái dây nè. Khi mà cái này nha mọi người, nó mà bị hư nó dính cái này luôn á, thì mọi người cầm nắm cái kéo cần này đi nha, nó thuộc nha, đi gỡ nắp đây nè, cái dây là dây kéo của nó nè. Rồi mình tháo ra mình kiểm tra mình sửa luôn. Này, những cái clip trước á, thì mình cũng đã đăng là mình sửa cái khóa cửa của máy LG rồi nha mọi người. Giờ tiếp cái máy này thì mình quay sửa tiếp cho mọi người xem. Tại trong này nó bị trật cái chốt trong này ra nè, một cái chốt thôi. Thì mọi người cũng làm y như mình là sẽ hết báo lỗi JL. Còn trường hợp mà máy mình nhảy số mà nó không vắt á, thì mọi người chỉ tháo kiểm tra cái đường dây phao bị ten hay không nha, hoặc bị ẩm. Đây, ở đây nó có một cái chốt nha mọi người, chốt kéo lên cái xuống nè, mười kỳ khéo ra, vừa khéo ra. Đây là mọi người thấy cái chốt không? Ở trong đây cái chốt nè. Mình là do mình nhảy lâu ngày nó trượt qua trượt xuống á. Khi mình nhảy cái gạch á là đưa lại này nó giữ lại nha. Kéo xuống là lên đây nó đóng giữ lại nhưng mà nó bị trượt rồi. Thì cái le nó nhảy tóc qua tóc qua tóc tóc này nó sẽ báo lỗi JL. Mình sẽ nâng này lại nha mọi người. Trường hợp thì mình làm rất nhiều rồi. Rồi, để nó vào phạm vi giữa nha.
cái cần giữ này lại, để này xuống. Rồi ok, khi mà mọi người nhìn nè, cái này á, đồng thời nó kéo lên là nó ấn cái con cắt này vô nha, ấn cắt này vô nó sẽ nhập mạch á. Thế nào mọi người nhìn nè đó. Đây chưa vô pháp tự. Rồi gì là đúng nha mọi người, hít cái này nó kéo là nó khi cái rò lên hít là nó sẽ kéo thằng cái chốt ra, đóng cái chốt cửa nè, mà khi nó nhả là nó bung này nó kéo lại. Rồi rất đơn giản mà. Mình chỉ ráp lại thôi. Lâu rồi nó nhảy nó bị trật cái nhông ra ngồi. Trật cái chốt thì nó sẽ bao lỗi dàn lừa. Rồi bây giờ mình chỉ ráp lại thôi mọi người, ráp lại xong thử xem còn báo lỗi dàn lừa nữa không nha. Đang vít dặn ở đèn cái xong rồi để sóc rồi, để sóc trước rồi. Rồi còn cái trường hợp mà cái máy mà nó nhảy mà nó không vắt nha mọi người, nhảy số mà không vắt á, thì mình tháo kiểm tra là cái gì đầu sóc nó bị ten nha. Ten thì mình cắt hàng y như mình nha mọi người, cắt hàng y gì nè nó sẽ hết. Đối với những dòng máy mà tất cả các loại máy giặt mà khi mình nhảy nó ten á, không vắt á, là nó sẽ số nhảy nhưng mà nó không có vắt được, là bị trường hợp này là trường hợp về do máy bị ten ten phao. Thì sẵn mình hàng luôn cái này, mình hàng luôn cho khách luôn. Bắt đầu mình bỏ mình ráp thử máy nha mọi người. Khi mà những cái trường hợp máy nó báo lỗi gì thì mọi người khẳng định vào là cái VNR là khóa cửa. Còn máy mà nhảy số mà không vắt là bị phao, phao ẩm. Làm y như mình là hết thôi. Làm rất nhanh. Rồi, bắt đầu mình thử máy nha mọi người. Để cắm điện. Rồi bấm on ép mở thôi xem sao, mâm đảo không? Ừ, mọi người nhìn thấy nó đảo lắc cái thùng nè. Lắc thùng ở đâu coi thấy nước lấy không nha. Rồi nước rồi rung nó cái nắp. Đang đảo và tín hiệu đèn phao nhảy này mọi người. Chứng tỏ là tín hiệu đèn phao tốt nha, nó nhảy nè. Đèn quát á, đèn nước á. Rồi bắt đầu máy bắt đầu hoạt động nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình bấm tắt chuyển qua chế độ vắt coi thử khóa nắp là công tắc cái đóng cửa đó. Đây là cái đây là thuộc dạng bàn phím cảm ứng. Rồi coi thử nó nhảy là khóa nắp tốt chưa. Rồi mọi người nhìn khóa đóng này nha mọi người. Nếu mà trường hợp mà cái khóa nó đóng lên cái chìa khóa nè, trong cái hình cái đèn đỏ nè, thì chứng tỏ là cái khóa nắp tốt nha, mình đã sửa xong hoàn tất rồi đó. Bây giờ chờ nó vắt thôi. Những cái trường hợp mà những cái máy mà khi mọi người vào thử mà nhìn thấy cái chìa cái khóa này nó không có, mà nghe cái tiếng cạch cạch là biết là khóa rồi. Còn khi mình sửa xong là thấy mà cái khóa này nó đóng, cái kiểu cái cọc đóng lại và hiện lên chữ khóa là chứng tỏ là khóa mình sửa tốt.
Rồi bắt đầu mọi người nhìn thấy cái thùng nó quay nè. Đang quát nha mọi người. Nhìn thấy cái thùng ở đầu nó đang quát nè, đang chạy nè. Đó, đầu lấy trướng chạy. Mình thì nói chung mình chia sẻ nhiều clip sửa máy thì rất là nhiều, thì anh em nào mà tìm hiểu mà vào cái danh sách kênh của mình á thì tìm hiểu những cái video mình đã làm sửa máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa rất nhiều, tất cả máy nước nóng đó. Rồi máy quát tốt không mọi người, thì chứng tỏ là cái máy này là nó bị hư cái khóa nắp, nó báo lỗi VNL nha mọi người. Và đồng thời là máy mà không chạy được mà đèn nhảy xuống á, thì nó bị hư cái đường dây ten phao ngay đây nè. Phao nãy mình mở hàng rồi á. Rồi máy hoạt động tốt. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì bấm cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin chào tất cả mọi người các bạn.